Anh Huy Andy có hỏi rằng là gà bị phó thương hàn thì biểu hiện và phác đồ điều trị như thế nào bác sĩ? Ok, gà bị phó thương hàn, gà bị thương hàn thôi, còn lợn mới gọi là bị phó thương hàn. Đó, tôi nhớ không nhầm thì như thế, gà là bị thương hàn còn lợn là bị phó thương hàn. Rồi ok, Trần Đại Nghĩa. Bây giờ cái cách mà điều trị phó thương hàn trên gà nhá, thì anh tôi không viết nữa, viết nó hơi chậm mà nó hơi chóng mặt. Thì bây giờ cái cách mà để mà điều trị bệnh thương hàn ở trên gà thì anh có thể sử dụng flufenicol hoặc là loflaxacin nhá, hoặc là một cái thuốc rất mạnh mà tôi đang hay sử dụng, nó chính là cái apra 200 nhá, apracin apra 200, thì anh có thể dùng ba cái thuốc đấy để anh điều trị bị thương hàn trên gà nhé. Còn cái biểu hiện như nào thì anh có thể lên trên Google, anh gõ vào cái từ khóa, anh để tôi làm thử cho anh xem nhé. Anh có thể làm như sau này. Đầu tiên anh lên trên Google ấy, anh gõ là anh lên trên Google, tôi chiếu Google cho anh này. Anh lên trên Google, anh gõ là thương hàn gà nhá. Anh gõ là thương hàn gà được chưa? Thương hàn gà. Thì ở đây nó có rất nhiều cái triệu chứng, tức là ở đây nó có rất nhiều những cái triệu chứng khác nhau để anh có thể chẩn đoán. Cái bệnh thương hàn gà nó có một vài cái triệu chứng điển hình. Thứ nhất là trên gan nó sẽ lấm chấm hình đinh ghim ấy, mà đây là đinh ghim nằm vàng vàng nhé, không phải đinh ghim đỏ. Đinh ghim đỏ hoặc đen khả năng nó bị ký trùng máu, nhưng đây là đinh ghim nó vàng vàng như này đấy, đấy. Bạn nhìn thấy nó vàng vàng như này, nó bạc bạc như này nhá. Ở ngoài ra ấy, là cái ruột của nó có hiện tượng căng phồng hơi ấy, thì đấy nó bị thương hàn, thì anh có thể cho nó sử dụng cái sản phẩm là flufenicol hoặc là loflaxacin hoặc là apracin, nó đều ok nhá. Đấy thì cái cách điều trị như vậy thì anh có thể lên trên mạng để anh tìm hiểu.